Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Lưu Phước. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương sẽ có mưa rào và dông với cường độ lớn trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Tìm hiểu của phóng viên VTC14 về bữa ăn gây xôn xao dư luận của bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an vừa triệt phá hai đường dây chuyên buôn bán logo xe vua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết trong lúc ghi hình trực tiếp, nghi phạm sau đó cũng đã tự sát. Động cơ của vụ việc có thể liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Người Ấn Độ rủ nhau tắm sông Hằng mừng lễ hội Kumbh Mela. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày hôm nay vừa đưa ra bản tin dự báo đặc biệt về tình hình thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, thì mưa rào và dông với cường độ lớn là dạng thời tiết chủ đạo nên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch đi chơi và nghỉ lễ của người dân. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến từ 100 đến 150 mm trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 8. Cường độ mưa sẽ tiếp tục tăng lên trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 với lượng dự báo khoảng 200 đến 300 mm. Tại Hà Nội, ngày mùng 2 tháng 9 sẽ diễn ra lễ meeting và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh. Dự báo trời có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Còn trong khoảng thời gian này ở miền Trung và miền Nam, dạng thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông sẽ diễn ra phổ biến. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt từ 25 đến 35 độ. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tục nên trên các sông thuộc Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Người dân sinh sống ở vùng ven sông suối cần hết sức chú ý đề phòng. Ngày hôm nay 27 tháng 8, một cuộc diễn tập quy mô lớn về cứu trợ y tế đối với thảm họa biển đảo đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc diễn tập có sự tham gia đặc biệt của lực lượng y tế Hải quân Hoa Kỳ, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó y tế khi xảy ra thảm họa, đồng thời giúp công tác phối hợp cứu trợ y tế được tốt đẹp hơn. Với kịch bản thành phố Đà Nẵng xảy ra thảm họa sóng thần cao 15 mét, hơn 20 người dân tại Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu bị thương vong và hoảng loạn. Chính quyền Đà Nẵng đã phát lệnh sơ cứu y tế khẩn cấp và yêu cầu hỗ trợ quốc tế. Trước thảm họa trên thì ngành y tế Đà Nẵng đã huy động lực lượng chữ thập đỏ và ngành y tế tham gia đối phó. Đồng thời lực lượng y tế Hải quân Hoa Kỳ trên tàu bệnh viện Mercy đang có mặt tại Đà Nẵng tham gia hỗ trợ. Chỉ trong vòng một tiếng sau khi xảy ra thảm họa thì các lực lượng y tế đã làm chủ tình hình, tiến hành sơ cứu và chữa trị cho các nạn nhân. Trên cơ sở đất liền thì bị hư hại nên việc sử dụng tàu biển y tế hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ thực sự rất hữu ích trong việc sơ cấp cứu ban đầu. Chiều nay thì chương trình đối tác Thái Bình Dương 2015 giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Lại có thêm một bệnh nhi tử vong do điều trị sốt xuất huyết muộn tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Như vậy là từ đầu năm đến nay thì cả nước đã có tới 11 ca tử vong vì bệnh này. Trong khi đó thì diễn biến của bệnh sốt xuất huyết vẫn đang hết sức phức tạp trên nhiều địa phương của cả nước. Trung tâm y tế huyện Tam Nông cho biết là bệnh nhi tử vong là một bé gái 7 tuổi, khởi bệnh từ ngày 15 tháng 8 với triệu chứng sốt cao, ho, nôn ói và nhập viện đa khoa Tam Nông lúc 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 với chẩn đoán là sốc sốt xuất huyết đen. Dù được điều trị tích cực nhưng đến 5 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 thì bệnh nhân đã tử vong, nguyên nhân được cho là do người nhà đưa bệnh nhân nhập viện trễ. Hiện trên cả nước đã có 48 tỉnh thành phố xuất hiện bệnh nhân sốt xuất huyết. Bộ Y tế cho biết năm nay sốt xuất huyết hoành hành từ rất sớm và sẽ kéo dài đến tháng 10, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh thành phía Nam như là Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp. Nhưng tại Hà Nội trong một tháng gần đây thì đã có gần 360 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi cả năm tháng trước đó thì chỉ có 168 ca. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần đầu tháng 8 năm nay thì đã có hơn 300 trường hợp nhập viện do mắc sốt xuất huyết, cao hơn 34% so với 4 tuần trước đó. Sự hồi phục kỳ diệu của cháu bé bị dao đâm xuyên vào đầu đã khiến cho không ít người xúc động và mừng rỡ. Và chắc chắn, hạnh phúc lớn nhất thuộc về gia đình cùng các bác sĩ đã trực tiếp cứu sống cháu bé này.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết là vào ngày mai, cháu bé Dương Vinh Phát thì sẽ được xuất viện để trở về nhà. Sức khỏe thì được đánh giá là hoàn toàn hồi phục. Hôm nay, cháu Phát đã được 3,7 kg, biết đùa nghịch, quấy khóc. Ngày mai sẽ xuất viện về nhà. Chỉ 30 ngày tuổi, nhưng cháu bé đặc biệt này đã có 20 ngày nằm viện đầy nguy hiểm. Đến nay, sau ca phẫu thuật rút dao khỏi não, cháu đã có những dấu hiệu ổn định, không bị nhiễm trùng, không chảy máu, khối máu tụ đã nhỏ lại và tăng 200 gram so với ngày đầu nhập viện. Sự hồi phục khiến chính các bác sĩ điều trị cũng không thể tin được. Tính tới thời điểm này cháu nó không có một cái gọi là biến chứng hay di chứng cho sự phát triển của cháu thì không có, hoàn toàn không có. Thì tính ra là cái sự hồi phục như vậy của cháu là tương đối là nó có cái sức sống rất là mãnh liệt và hồi phục rất là kỳ diệu. Khi mình rút ra thì nếu như không may nó đi vào những cái trung khu thần kinh mà điều khiển về hô hấp và tim mạch á, em bé hoàn toàn có thể bị ngưng tim. Đó là hai vấn đề lo sợ nhất. Nhưng mà cũng may mắn là câu chuyện đó cũng cho tới bây giờ khả năng là không xảy ra rồi, không xảy ra về mặt máu. Người mẹ này mới chỉ được cho con bú 3 ngày nay, nhưng đó là những ngày hạnh phúc phải đánh đổi bằng nỗi lo sợ mất con. Còn giờ đây là những lo ngại về sự phát triển sau này. Suốt chuyến xe mà đi lên đây thì không có tin được điều đó, mà lên đây được dắt sữa vô cho con bú thì mới tin được. Nhưng mà mình cũng lo lắm, tại vì thấy đầu bé vậy đó. Nên về mình quyết tâm là mình chăm sóc con mình kỹ. Rất là kỳ diệu, nhưng mà cháu nó vẫn còn phải đối mặt với những cái nguy cơ. Có thể là cháu có khởi phát những cái cơn động kinh, co giật sau này. Cũng như là vì cái vết thương nó xuyên qua những cái vùng mà kiểm soát cái cảm xúc, kiểm soát hành động của cháu. Ngày mai, cháu bé Dương Minh Phát sẽ được xuất viện về với gia đình trong tình trạng sức khỏe khỏe mạnh. Sự hồi phục kỳ diệu này sẽ khó xảy ra nếu như quy trình báo động đỏ của Bệnh viện Nhi đồng 1 không được khởi động, tập hợp toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện ngay lập tức. Có thể nói, bằng tài năng và trách nhiệm của người thầy thuốc, các bác sĩ đã hồi sinh cháu bé trong gang tấc sau tai nạn hy hữu bị dao đâm xuyên đầu vừa qua. Để chuẩn bị cho một năm học mới an toàn, không xảy ra dịch bệnh, thì sáng nay tại Hà Nội, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí nhằm truyền thông phòng chống dịch bệnh trong trường học. Một số dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong học sinh sinh viên mùa khai trường gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là cúm. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện cả nước có khoảng 40.000 trường học với hơn 20 triệu học sinh sinh viên. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 50% các trường có cán bộ y tế. Trong khi đó thì vệ sinh trường học nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, thiếu nhà vệ sinh, thiếu nước sạch. Nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Chính vì vậy, để phòng chống dịch bệnh thì nhà trường cần phối hợp với ngành y tế, tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức, thay đổi hành vi, đồng thời tổ chức khám, phân loại sức khỏe cho học sinh, sinh viên vào đầu năm học nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng. Cũng theo Cục Y tế Dự phòng thì ngoài các dịch bệnh có thể lây qua đường hô hấp, thì rối loạn khúc xạ, cong vẹo cột sống cũng là bệnh có tỷ lệ khá cao trong trường học hiện nay. Theo thống kê thì hiện có khoảng 20-35% số học sinh mắc rối loạn khúc xạ và 15-30% số học sinh có biểu hiện của những bệnh liên quan đến cột sống. Những ngày vừa qua thì trên các trang mạng xã hội cũng như là một số phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin và hình ảnh về bữa cơm của những người mắc bệnh tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An. Những bữa ăn chỉ có cơm trắng và vài miếng thịt mỡ cùng hình ảnh những người bệnh không mặc quần áo thì đã khiến cho nhiều người băn khoăn về chế độ ăn uống và tiêu chuẩn chăm sóc dành cho nhóm đối tượng đặc biệt này. Tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC14 tại Nghệ An. Chị Đàm Thị Lan Anh là một người đã có nhiều chuyến đến thăm và làm từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An, cũng chính là người đăng tải những bức ảnh xôn xao dư luận trên trang Facebook cá nhân của mình. Chị Lan Anh đã từng hỗ trợ một số thực phẩm, nhờ nhà bếp nấu thêm một số món để cải thiện bữa ăn cho những bệnh nhân tại đây. Cái sức khỏe đó là cái quan trọng nhất để đảm bảo cái sự sống và sự tồn tại của các bệnh nhân nơi đây. Thì mình nghĩ là bữa ăn đó là chính là món quà tinh thần quý giá nhất mà mình mang lại cho các bệnh nhân ở đây. Theo quy định cũ thì tại các trung tâm bảo trợ xã hội, mỗi bệnh nhân được hưởng mức trợ cấp tối thiểu là 360.000 đồng và tối đa là 540.000 đồng mỗi tháng.
Trung bình mỗi suất ăn một ngày là 15.000 đồng. Theo nhiều người làm việc tại các trung tâm này, với mức tiền như thế, để chia cho đúng, cho đủ đã là khó, chứ chưa nói đến cải thiện chất lượng bữa ăn. Giờ trưa và giờ chiều là hai cái giờ chính của họ thì chỉ còn 12.000 nữa thôi. Mà trong 12.000 đó thì theo thực đơn là chúng tôi nhận, ví dụ như sáng mai là họ đưa thực đơn đến, là chúng tôi nhận trong thực đơn gồm có là gạo, gia vị, mắm muối và tất cả mọi thứ chỉ còn gọi gọn ở trong 12.000 đồng nữa. Để chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo nhất là điều rất khó khăn vì hầu hết họ đều mắc bệnh nặng, trong khi cán bộ nhân viên thì không đủ để đáp ứng. Tổ chức thực hiện về cái chăm sóc nuôi dưỡng là trong đó có tổ chức cái bữa ăn. Thì trên cơ sở cái định mức chế độ của đối tượng là chúng tôi đã sử dụng đúng mục đích và đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm đó, là với cái khả năng, với đồng tiền đó là chúng tôi thực hiện đúng với cái tinh thần, với cái mức sống của đối tượng, với cái đồng tiền đó là chúng tôi đã tận dụng, là sử dụng trong cái vấn đề là phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng. Cho đến thời điểm này, giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An và các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn những điểm chưa thống nhất trong việc triển khai Nghị định 136. Và đối tượng chịu thiệt thòi chính là các bệnh nhân này. Không lâu sau khi VTC14 phát sóng phóng sự chiêu thức dán logo bảo kê cho xe quá tải tại các tỉnh thành phía Nam trong chương trình Nhật ký Cuộc Sống, phản ánh về tình trạng bảo kê cho xe quá tải hoạt động bằng logo, thì sáng nay Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết là đã triệt phá hai đường dây chuyên mua bán logo xe vua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là những đối tượng liên quan đến đường dây mua bán logo dán cho các xe tải để chở hàng quá tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vừa bị bắt giữ. Với những logo này, các tài xế yên tâm có thể chở hàng quá tải đi trên đường mà không bị xử lý. Trưa ngày 26 tháng 8 năm 2015, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhiều căn nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 7 đối tượng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu hai đường dây này là Lê Thị Cẩm Vân, sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Văn Thới. Đường dây của Vân chuyên mua bán các loại logo xe chở hàng có nền màu xanh và quả cầu lửa, còn Thới chuyên cung cấp các logo mang tên Gara Thành Đô. Mỗi logo được bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng và có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng. Mỗi tháng, đường dây của Vân bán hơn 1.000 logo, thu về hơn 3 tỷ đồng, hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay. Riêng đường dây logo Gara Thành Đô của Thới chiếm số lượng lớn và tồn tại nhiều năm qua. Đây là những hình ảnh của phóng viên VTC14 ghi lại tại gara này trước khi đối tượng bị bắt giữ. Ở đây không hề có dịch vụ sửa chữa như tên gọi, mà thực chất gara Thành Đô chỉ là nơi cho các xe tải thuê chỗ đậu xe. Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Đồng thời mở rộng điều tra và chưa cho biết có hay không sự liên quan của cảnh sát giao thông và các lực lượng khác trong hoạt động bảo kê xe quá tải. Tuy nhiên, những hình ảnh VTC14 ghi nhận được thời gian qua cho thấy rất nhiều xe vi phạm về tải trọng, cơi nới thùng hoặc xe vi phạm luật giao thông chạy trên các tuyến đường mà không bị xử lý. Và hiện tượng dán logo vẫn đang phổ biến tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Sau một thời gian thử nghiệm thì Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định là sẽ áp dụng mô hình thu phí tự động không dừng thống nhất cho các trạm thu phí trên toàn quốc. Theo tính toán của các chuyên gia giao thông thì hình thức thu phí này có thể giúp tiết kiệm là 3.400 tỷ đồng mỗi năm. Công ty Tesco, đơn vị tiến hành thử nghiệm công nghệ thu phí không dừng cho biết, đến năm 2016, cả nước có khoảng 100 trạm thu phí. Với giả định áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại 100 trạm này, thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được khoảng 70 tỷ đồng tiền in vé, tiết kiệm chi phí nhiên liệu 233 tỷ đồng, tiết kiệm tiền lương lái xe và hành khách tham gia giao thông khoảng 2.800 tỷ đồng, tiết kiệm tiền lương cho ngân sách nhà nước khi phải chi trả cho hoạt động của trạm cân tải trọng xe lưu động khoảng 240 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí do tinh giản biên chế bộ máy hành chính khoảng 120 tỷ đồng. Tổng cộng, một năm có thể giúp tiết kiệm được ít nhất khoảng 3.400 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ xây dựng một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động, áp dụng cho tất cả các dự án đang và sẽ triển khai. Giai đoạn 1, từ nay đến hết năm 2016,
sẽ áp dụng công nghệ thu phí không dừng cho 35 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên giai đoạn 2 2017-2018, xây dựng các trạm thu phí trên cao tốc và các quốc lộ khác trên toàn quốc. Tự động hóa thu phí đường bộ hay còn gọi là thu phí không dừng khi phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí BOT hiện đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và rất thành công. Tuy nhiên tại Việt Nam thì hiện vẫn tồn tại cách thức thu phí lạc hậu từ hàng chục năm qua, đó là dừng xe, nhận vé, trả tiền sau đó xé vé. Cách thức thu phí này thì hiện không chỉ gây ùn tắc giao thông, thiếu minh bạch mà còn gây lãng phí cho xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC 14. Ùn tắc hay va chạm giao thông? Tranh luận gay gắt về mức phí. Đó là tình trạng hiện đang xảy ra rất phổ biến ở các trạm thu phí BOT. Nguyên nhân của câu chuyện này là do hệ thống giao thông chưa đồng bộ, không kiểm soát được phương tiện ra vào tuyến, từ đó phát sinh mâu thuẫn giữa nhân viên thu phí và người điều khiển phương tiện. Bây giờ thì quý vị là chúng tôi đi nửa chặng đường thì chúng tôi chỉ giả vé nửa chặng đường thôi, chứ không thể thu được chúng tôi là 300.000 cả toàn tuyến là từ Lào Cai về, vì chúng tôi có đi đâu từ Lào Cai đâu. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, phương tiện lưu thông vào đầu tuyến khu vực huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lưu thông tới Yên Bái có thể dễ dàng quay đầu lại điểm xuất phát do đoạn đường này không có giải phân cách cứng. Trong trường hợp này, nhân viên sẽ không có cơ sở để tính tiền. Nhân viên của cái đường cao tốc này bảo là không cần cuốn vé và cứ đến đấy, thì em cứ thế mà đi thôi. Chứ thực ra mình nói làm gì thì cũng có cái cuốn vé để mình biết là cũng sẽ được thanh toán như thế. Nhưng bây giờ không đưa cuốn vé và bắt ở đây là đến đóng là trọn tuyến là 300.000 thì em không đồng ý như thế. Nhiều lái xe cho rằng thu phí đường bộ hiện cần phải đồng bộ hóa bởi cách thức thu cũ đang gây phiền hà cho cả lái xe và doanh nghiệp đầu tư BOT. Rất là hữu ích cho cái vấn đề là người tham gia giao thông. Thứ nhất là không bị ùn tắc. Thứ hai nữa là quay ra các trạm của xe thứ mình không phải từ mở cửa hay là hé cửa hay là trình báo một cái giấy tờ gì đó. Đấy, thì nó sẽ nhanh tiện mọi hơn và có thể là an toàn tốt hơn. Nói chung người thu phí điện tử là tôi thấy là dễ dàng hơn cho cả lái xe lẫn nhà nước. Không những vậy, cách thức mà chúng ta đang tiến hành còn gây tốn kém vì phải chi phí cho hàng trăm nhân công lao động. Để đầu tư cho một trạm thu phí truyền thống, doanh nghiệp phải tốn không ít tiền. Nhưng có vẻ như họ cũng không mặn mà với cách thu phí mới, được cho là hiện đại và hiệu quả hơn. Chủ trương thu phí không dừng đã được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị BOT thực hiện và lộ trình thì cũng đã có. Nhưng vấn đề đặt ra là hiện các nhà đầu tư thì vẫn chưa lựa chọn và thống nhất được công nghệ thu phí. Và điều này đang dẫn tới việc là các nhà đầu tư BOT không dám mạo hiểm đầu tư lựa chọn công nghệ, vì nếu chọn sai thì thiệt hại sẽ là vô cùng lớn. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đặt ra, hiện có 5 khó khăn khi áp dụng công nghệ thu phí không dừng, đó là lựa chọn công nghệ, xây dựng tài khoản trên xe, kết hợp giữa thu phí không dừng và một dừng, nguồn vốn đầu tư và sự thích nghi của chủ xe. Điều lo ngại nhất đến thời điểm này là vẫn chưa thống nhất được công nghệ nhận dạng xe và phân dạng xe, bao gồm OBU hoặc e-tang. Nghĩa là sẽ có một số xe coi như là có gắn thiết bị để đi vào làn coi như là không dừng, và có một số xe coi như là không có thiết bị đấy. Cho nên là trong giai đoạn này thì luôn luôn là sẽ có song 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 hành là hai hệ thống. Hệ thống là ETC là không dừng và hệ thống MEC là một dừng. Còn các chuyên gia giao thông thì nhận định nếu công nghệ nhận dạng không sớm thống nhất thì trên phương tiện chủ xe phải lắp rất nhiều thiết bị, chi phí dĩ nhiên chủ xe phải tự bỏ tiền túi ra. Thứ nhất là tự nhiên tôi phải bỏ tiền ra từ mua một cái thiết bị trên xe. Cái thứ hai nữa là tự nhiên tôi phải bỏ ra một số tiền tôi trả trước. Dẫn đến là nếu mà trên đường ấy, mà ví dụ trên chuyến đường xe của tôi thường xuyên chạy từ Hà Nội đi Lào Cai và trên đó đặt một cái chuyện thu phí không dừng, thì tôi đi nhiều lần thì tôi nên làm như thế. Nhưng nếu tôi đi một lần thôi thì tôi tự nhiên tôi bỏ ra một cái thiết bị trên xe thì tôi tự nhiên tôi ứng dụng một sự thì không để làm gì. Các chuyên gia cũng lưu ý, ở nhiều nước hiện nay vẫn đang xảy ra tình trạng cùng loại thiết bị nhưng lại không tích hợp được với bộ cảm biến thu phí không dừng đặt tại trạm thu phí. Vì thế mới có câu chuyện bắt buộc vẫn phải áp dụng thu phí không dừng và thu phí một dừng, gây lãng phí lớn.
cùng một công nghệ chưa chắc là các thiết bị nó đã đồng bộ với nhau được đâu. Đấy. Dẫn đến là gì? Thì nếu mà tôi mua một thiết bị thì hiện nay nó có thể nói một cái cụ thể là thế này. Nếu mà xe của tôi cứ chạy một tuyến thôi, thế thì trên tuyến đấy thì mà có thiết bị không dừng thì dùng được. Còn nếu mà xe của tôi chạy nhiều tuyến mà lại thu phí không dừng ấy, thì trên xe của tôi cứ phải chất một đống những cái thiết bị, thì mỗi thiết bị lại phải có cái tiền trả trước nữa. Thế thì tôi làm gì? Thà tôi cứ rút túi ra còn hơn. Đấy chính là cái khó khăn về mặt công nghệ ấy mà hiện nay các chủ doanh nghiệp họ không ưa chuộng gì cái loại này. Chủ trương thu phí không dừng là đúng đắn. Vấn đề còn lại nằm ở chỗ khi triển khai, nếu không có sự thống nhất và mang tính đồng bộ, những hệ lụy có thể sẽ còn lớn hơn hiệu quả mà nó mang lại. Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế. Nếu như trong thời gian vừa qua thì dư luận của Brazil đã chấn động trước việc một nhà báo nước này đã bị bắn chết ngay khi đang phát thanh trực tiếp, thì lại một lần nữa, tai họa tương tự đã vừa xảy ra tại Mỹ. Có lẽ chưa bao giờ người dân Mỹ lại chứng kiến một cảnh sát hại nhanh chóng và man dợ như việc hai nhà báo của nước này thiệt mạng ngày hôm qua tại một trung tâm thương mại ở bang Virginia. Và dù rằng nhà chức trách Mỹ thông báo là nghi can đã tự sát khi chạy trốn và sau đó qua đời tại bệnh viện, song đối với người dân Mỹ, đây vẫn là một điều ám ảnh. Vụ việc xảy ra khi nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, và quay phim Adam Wood, 27 tuổi, đang làm một chương trình trực tiếp. Điều kỳ lạ là hung thủ đã cầm một khẩu súng, tự quay video và tiến về phía hai phóng viên này. Ngay sau đó, 8 phát súng đã vang lên. Những người xung quanh đã vô cùng hoảng hốt và la hét trong khi hai phóng viên ngã xuống. Kẻ sát hại hai phóng viên này là Vester Lee Flanagan, sống tại thành phố Roanoke, bang Virginia, Mỹ. Không chỉ vậy, trong quá trình chạy trốn cảnh sát, Flanagan đăng video về vụ xả súng trên mạng xã hội Twitter rồi tự tử bằng súng. Flanagan từng là nhân viên của đài truyền hình WDBJ trong gần một năm và tỏ ra bất mãn với công việc. Các nhà điều tra cho rằng, nguyên nhân gây ra vụ sát hại trên, Flanagan liên tục chỉ trích việc bắt nạt và phân biệt chủng tộc đối với người da màu đồng tính và những tư thủ cá nhân đối với đồng nghiệp cũ. Bởi trước đó, Flanagan đã từng giải thích trên Twitter rằng, nữ phóng viên Parker từng buông lời bình luận mang tính phân biệt chủng tộc. Còn về người quay phim Wood, hung thủ kể rằng sau khi làm việc với người quay phim một lần, người đàn ông 27 tuổi đã phàn nàn về y với nhân sự. Vụ sát hại hai nhà báo một lần nữa đã gây chấn động nước Mỹ, đất nước được cho là có số người sử dụng súng đạn nhiều nhất thế giới. Và vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ lại được đưa ra tranh cãi. Đây là một bằng chứng cho thấy bạo lực súng đạn đang trở nên quá phổ biến trong các cộng đồng lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ. Có thể nói các vụ xả súng liên tiếp tại Mỹ gần đây khiến dư luận trong nước lật lại câu hỏi về kiểm soát súng đạn của các cơ quan chức năng. Bất chấp các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama, Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa thông qua dự luật cải cách cơ chế buôn bán và sở hữu súng đạn. Người đứng đầu Nhà Trắng đã bày tỏ đây là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ làm Tổng thống của ông từ năm 2009 tới nay. Ngày hôm nay, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 nghi phạm có liên quan tới các vụ nổ kinh hoàng tại các kho hóa chất ở thành phố Tianjin, khiến ít nhất là 139 người thiệt mạng và để lại những hậu quả nặng nề về môi trường. Đồng thời, thì Trung Quốc cũng đã sa thải người đứng đầu cơ quan quản lý lao động của nước này do nghi ngờ tham nhũng. Theo đó, trong số 12 nghi phạm bị bắt giữ, có Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao nhận Vận tải Quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đông Sê Xuan và 3 phó tổng giám đốc của công ty này. Danh tính của những nghi phạm còn lại không được tiết lộ. Trước đó, ngày 18 tháng 8, Cơ quan Giám sát Phòng chống tham nhũng thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Yang Dongliang, người đứng đầu an toàn lao động nước này, với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Sau vụ nổ kinh hoàng tại các kho hàng chứa hóa chất ở thành phố Tianjin, chính phủ Trung Quốc xác nhận khoảng 700 tấn natri cyanua chết người trong nhà kho trên đã phát nổ. Hai tuần sau vụ nổ kinh hoàng tại thành phố Tianjin, số người thiệt mạng đã tăng lên 139 người và hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Ước tính vụ nổ trên đã ảnh hưởng đến 17.000 hộ gia đình, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp và 675 cửa hàng tại khu vực thành phố Tianjin. Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping đã tuyên bố rằng
chính quyền Trung Quốc cần tìm hiểu những bài học được trả bằng máu trên. Trong suốt những ngày vừa qua thì dư luận tại Pháp đã bị gây chú ý bởi một đối tượng người Maroc đã có ý định gây ra một vụ xả súng ở trên một đoàn tàu cao tốc ở nước này. Và vào ngày hôm qua thì công tố viên Pháp đã tuyên bố đối tượng đã bị buộc tội âm mưu giết người với động cơ khủng bố. Thanh niên 25 tuổi tên là Khazani đã bị truy tố với các tội danh âm mưu giết người hàng loạt, tàng trữ vũ khí trái phép, tham gia một tổ chức khủng bố với ý định gây tội ác. Khi đi trên đoàn tàu Thalys, đối tượng Khazani đã mang theo một khẩu súng trường AKM với 270 viên đạn, một khẩu súng lục Luger M80, một chai xăng và một con dao cắt giấy. Y đã bị 4 công dân nước ngoài có mặt trên chuyến tàu phát hiện và lao vào khống chế. Vụ việc đã khiến một người bị thương. Dù Khazani khai với cảnh sát rằng y chỉ muốn cướp tài sản của các hành khách trên tàu, tuy nhiên thì cơ quan công tố không tin lời khai này vì Khazani từng bị một số cơ quan tình báo ở châu Âu đưa vào diện theo dõi do từng có những bình luận ủng hộ phong trào thánh chiến. Không những thế, y còn hay đến một nhà thờ Hồi giáo cực đoan và từng tham gia buôn lậu ma túy. Sau khi cả hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận tháo ngòi căng thẳng, thì vào ngày hôm nay, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo là Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã triệu tập cuộc họp bàn về các biện pháp tiếp theo. Đây được xem là những bước tiến tích cực cho việc giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, những người tham dự phiên họp đã thảo luận cách thực hiện việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, theo như kế hoạch đã được thỏa thuận, nhưng không nói rõ chi tiết. Thông tin này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán của Hội chữ thập đỏ của hai miền vào đầu tháng tới nhằm tiến hành việc đoàn tụ gia đình vào thời điểm xung quanh Tết Trung Thu. Có thể nói, việc đạt được thỏa thuận về vấn đề các gia đình bị ly tán được coi là một phép thử xem liệu Triều Tiên có nghiêm túc trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều hay không. Đây là một vấn đề nhân đạo cấp bách trên bán đảo Triều Tiên, do hầu hết các thành viên của những gia đình bị ly tán hiện đều ở trong độ tuổi 70 đến 80 tuổi và mong muốn được gặp lại người thân trước khi qua đời. Kumela là một trong những lễ hội có đông người tham dự nhất trên thế giới, và các tín đồ trên khắp thế giới sẽ hành hương về dòng sông Hằng để tắm gội và cầu nguyện. Họ tin rằng là khi tắm ở dòng sông linh thiêng này thì mọi tội lỗi sẽ được gột rửa và họ sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi. Và tại lễ hội năm nay thì hàng nghìn người đang ngâm mình trên dòng sông huyền thoại để ăn mừng. Lễ hội này được tổ chức vào một khoảng thời gian đặc biệt, trong khi mặt trời và sao mộc gặp nhau. Đây được coi là một dấu hiệu hoàng đạo trong tháng Maga theo lịch Hindu. Đó là thời điểm đánh dấu bắt đầu lễ tắm tẩy trần. Theo chân các thầy tu, vô số các tín đồ cũng đã lao xuống nước. 12 năm lễ hội Kumela mới được tổ chức ở đây một lần. Nước của sông Hằng sẽ cứu rỗi linh hồn chúng tôi. Đó là lý do mà tôi đã ngâm mình dưới dòng sông. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội. Tôi đã tìm được phút bình yên cho tâm hồn khi ngâm mình dưới dòng sông và cảm nhận được Chúa Lord Ram đang hiện hữu. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. Tất cả đàn ông, phụ nữ mặc những bộ sari cùng trẻ em hô vang những lời cầu nguyện bằng tiếng Hindu khi họ bước vào làn nước linh thiêng. Kumela được tổ chức 3 năm một lần ở lần lượt 4 địa điểm Haridwar, Allahabad, Nashik và Ujjain, Ấn Độ. Do vậy, mỗi địa điểm sẽ tổ chức lễ Kumela 12 năm một lần. Lễ hội tắm sông đã bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 vừa qua và kéo dài trong 55 ngày tại thị trấn phía tây Ấn Độ, Nashik. Nhưng theo dự kiến thì sẽ có 3 ngày được coi là tốt lành nhất, đó là 29 tháng 8, 13 và 18 tháng 9 tới. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.